Hello xin chào mọi người, thì chào mọi người đến với kênh của Vin nhé. Thì mọi người vào một cái video bất kỳ đó, thì mọi người có thấy cái link này không? Đây chính là link shop của Vin. Đó là mẫu áo của Vin đây rồi, đã về nhá mọi người nhá. Đây là mẫu áo bán cũng như mẫu áo tri ân cho tất cả những người từng mua sản phẩm bên Vin nhá. Có thể là hai cái lục giác thì đã được một cái áo rồi, hoặc là hai cái lục giác này sẽ được một cái áo, hoặc là một cái tròn, một cái lục giác, một cái vuông. Đấy thì sẽ được tặng một cái áo như này đó, và mọi người có thể mua trực tiếp, và hàng của Vin chắc chắn là theo 100% mọi người nhé, nên là sẽ trường tồn với thời gian luôn. Đây là áo Vin bán và nó sẽ có một khoanh vuông, mỗi này cảm giác con trai mặc rất là khỏe mọi người ạ. Đấy nó sẽ ôm liền như này, nhìn rất là kiểu khỏe khoắn đấy, nhìn như kiểu nó có cái hai cái giáp hai bên ấy, nhìn cực khỏe, và nhìn nói chung là phong cách. Những đôi bên Vin hiện tại đang còn hàng đó là đôi này thì nhà Vin vẫn còn nhiều này, và mọi người đánh giá sản phẩm rất là ok, đôi này nhà Vin bán rất là chạy. Cái này thì hiện tại là gần hết hàng rồi. Cái đôi này bên Vin bán khỏi chơi luôn, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Khác nhau giữa đôi xanh long kia là xanh long này, đôi xanh long này nói chung là về hai mẫu thì nó tương đối nhau, nhưng mà long này nó là chất da ấy, nó là da lộn, rất là xịn. Đấy, đôi này hiện tại là về đấy nhá mọi người nhá. Báo cáo một tin buồn, nó là hết hàng rồi mọi người ạ. Thì khi mà có thông báo chính thức này về thì Vin sẽ thông báo cho các sếp ở sớm nhất ở trên YouTube và Facebook và trên TikTok nhá. Ok, bây giờ thì vào video này. Chạy thử xem nào. Đi luôn. Trả ra từ từ. Ờ đúng rồi. Ra ga vào. Đúng rồi. Hai à. 2 hours later. Ờ đi luôn rồi. À nhưng mà chắc là còn tóc thì chắc không lo mất xe nhỉ. Chắc không vấn đề gì đâu. Anh ơi cậu này có cấm xe không anh? Nó cờ bạc gì không ấy? Ở đây đâu, thế à? Hello, chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ mặc áo Grab và đi cắt tóc xem phản ứng của mọi người như thế nào nhá. Ok, thì nói chung là Hà Nội hôm nay trời khá là chắc là nắng. Buổi chiều ở Hà Nội nó đang chuyển mùa sang mùa đông, à chết nhầm, đang chuyển mùa sang mùa hè nên là trời khá là mát. Tóc này mọi người này. Thì mình sẽ để xe ở đây á. Đó,
mình sẽ nhuộm tóc thôi. Lâu lâu cái tóc dài quá em thì cắt tóc. Thế mới không? Đó. À, như đẩy ra. À, em chào mọi người. Ờ, à, đúng rồi. Ờ. À. Grab được cắt tóc ở đây đúng không ạ? Grab được cắt tóc ở đây không? Cắt được cái. Ok ok. À. Ok. Trên tay là một miếng dưa đã hết. Anh chạy Grab như thế này thì mày có đủ tiền xăng xe không anh? À thì tiền xăng thì em cũng kiểu em cứ chạy thôi ấy. Có ngày thì lỗ mà có ngày thì nó cũng không hề vốn đâu. Thế là gọi là mình chạy vì đam mê thôi đúng không? Vâng. À, vâng. Nhưng mà thật ra thì cũng thích chạy Grab, cũng kiểu đi ra đi vào tí ấy. Cho nó đỡ buồn tay buồn chân. Có khi nào em lại có thể đi chạy cùng với anh cũng vui không nhỉ? Em cũng có xe máy mà. À thế ạ? À? Được luôn. Nhưng mà xe em khả năng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn xe anh. À em đi xe quay mà. À em thì thi thoảng mới chạy thôi, không phải ngày nào cũng chạy. Bởi vì cái công việc của em làm như thế này là như sẽ cố định thời gian mất ở đây khá lâu. Nếu chỉ có tranh thủ là tầm sớm, sáng sớm hoặc là tối hẳn đi. Vâng. Và kiếm thêm thu nhập á. Thế được, nếu mà anh chạy tối khá là ok đấy. Anh chạy tối thì được mà. Em thì cũng là công việc chính, chạy có lắm công việc chính. Nhưng mà kiểu vừa học vừa làm. Vâng, nên là rảnh thì mới chạy, còn không rảnh thì không chạy được. Đấy, đi cắt tóc thì chị ở trong quán thì chị có vẻ rất là đam mê. Đấy, chị xin chụp vài kiểu ảnh. Vừa mắc xuống xe gì này. Chia sẻ đi một chút, cho đi một chút đó kiểu vậy. Được. Ok, thì có gì thì anh cứ ới em. Hôm nào mình sẽ không làm bạn với anh. Ok, anh. Cũng gặp anh ở đây là cũng là cái duyên đấy. Rồi em kiểu anh chạy này cũng như anh ở chạy kiểu giả vờ Grab thôi, nhưng hóa ra là anh là Grab thật. Em Grab thật. Em sẽ chuẩn luôn. Chuẩn luôn á, cứ tưởng chủ tịch giả vờ làm Grab là cái kênh mà hóa ra là Grab thật. Chút hơn nhá, chắc là cũng xong rồi đấy. Cho em đi thử xe một chút được không? Bạn đi xe con bao giờ chưa? Em chưa có gì anh ra anh hướng dẫn em cả. Ờ đây đây đây. Xe đây bạn. Đây chìa khóa vứt liệm xưởng ở đây.
đây chắc là công an nó không với tới đâu nhỉ. Đúng rồi. Xong chỗ này là khu biệt lập, thế là cũng không có giao thông gì đâu. Là cứ cho em tập thoải mái đi. Em bảo kê khu này mà. À ok. Cũng thích xe à? Đúng rồi, em cũng đam mê xe nhưng mà chưa có điều kiện để theo đuổi đam mê. Cố gắng là được thôi mà. Ok. Đầu tiên trước khi đi phải cắm khóa, mở khóa. Đi xe côn rồi đúng không? Thế thì nó như mấy con Winner và Xi thôi, nó không khác gì cả. Hai tiếng số 1 đúng không? Ừ, đúng rồi. Chạy số 1. Chạy thử xem nào. Đi luôn. Nhả ra từ từ. Đúng rồi. Ra ga vào. Đúng rồi. Bạn này cũng đam mê xe này, cũng rất là đam mê. Trèo lên cả đi luôn, thật ra thì đi nó cũng dễ thôi. Mọi người có đi thì cứ gặp Jin nhá, Jin sẽ hướng dẫn mọi người đi chi tiết chiếc xe nhá. Đấy, thấy không? Jin dạy một phát là biết đi luôn. Two hours later. Đi luôn rồi. À nhưng mà chắc là quán tóc thì chắc không lo mất xe nhỉ. Chắc không vấn đề gì đâu. Lâu thế. Chắc đang đi thử gì đấy. Anh ơi, cậu này có cắm xe không anh? Nó cơ bạc gì không ấy? Không phải ở đây đâu, hay là ở đây. Ở thế ạ? À? Ở đây rồi. Để lâu lâu. Xe của anh ơi. Hả? Xe của anh ạ. Ừ. Phê không? Khả năng em phải về phải giảm 50% cho anh tiền dịch vụ hôm nay mất thôi. Phê à? Ok. Ok. Cảm giác đi nào. Không, cứ nhận đi dễ thật. Dễ đúng không? Không khó, không cảm giác mình tưởng phân khối lớn nó nặng lề nhưng mà đi nhẹ lắm. Đi đúng không rồi. Chết máy. Lúc dắt thì nó hơi nặng. Lúc dắt thì nó khá là nặng. Hello. Chào anh em. Ok, chào anh. Không quen anh này á? Không, nhìn thấy áo rồi đâu. Chào người anh em. Biết ngay là mình đi con kia. Đây con này này. Con này được chi ở vết bao nhiêu? Vết 9. Vết 900 đấy gì? Ui con này phải đẹp quá. Tắc không? Tắc lắm à? Chết, thế này lên con hoa nhưng mà cũng không tắt đâu. Thằng anh đi theo à? Thằng anh đi để con đi lên. Được, hợp lý, được luôn. Thế đi nhở? Hôm nay chạy Grab mà. Uy tín không? Thế á? Thế chết mẹ rồi, cái ốc ở cái ấy này bị rơi ra rồi. Đi. Chạy Grab. Đây thì nó chỉ rơi ở đây thôi nhưng mình vặn không chặt nên là nó rồi mẹ gọi là đẳng cấp. Thấy em siêu không? Em bảo là chỉ rơi ở đây thôi, quá đẳng cấp. Hello các bạn trẻ. Hello.
Hello bác Đồng. Có đoán chỗ này không? Đoán mùa này nhá. Mùa này mùa hè đi hoặc là trời nắng đi thì ối dồi ôi ngay. Đây là Chrome đen. Có họa tiết gì không? Xem có họa tiết gì không? Hay là cứ đen như thế này đã? Cứ đen này không cần tem thì cái này dán đè lên đúng không? Ừ, mai thì anh làm việc với anh ấy đi. Em biết gì đâu, em chỉ đưa từ đến đây thôi.